mình xin trả lời một số cái câu hỏi mà anh em hay thắc mắc là liệu những con tai cụp thì sau này tai có lên không, thì nếu đã là cái dòng bên dê thì coi là tai nó cũng lên hết mọi người nhé. Đây kể cả bé gì đức, đây đây là cái đàn sai đại nhà mình này, như mọi người thấy này, có những con tai nó cụp này, cũng có con tai nó thẳng, bởi vì là cái cuống tai của nó rất là dày mọi người ạ, tai nó to mọi người không khó này. Đấy, đối với một số cái dòng bé như kiểu size tiểu hoặc size trung ấy thì cái cuống tai nó mỏng. Đây mọi người nhìn này, nó lên căng đét luôn. Hồi đây nó con này nó còn non ngày hơn ấy, nhưng mà tai nó đã lên hết rồi, bởi vì là thì mọi người xem tai nó này, tai nó rất là mỏng. Đấy, còn bọn này thì tai nó dày lắm. Đấy, bọn này tai nó to gấp 3 lần mọi người nhá, mà là cùng tháng cùng ngày, nó chỉ lệch nhau 1-2 ngày thôi mọi người ạ. Đấy, nuôi cái dòng này thì mọi người yên tâm về tai, tai mình bảo hành tần lỗi thoải mái ạ. Vào đây, yên tâm về cái vấn đề về tai nhé mọi người nhá. Sửa. Nó to lên cảm giác là mấy nó to lên cảm giác nó hơi chậm nhá. Càng mấy con tay cụp càng hăng mọi người ạ. Thôi, gượt hết cả cái bản này. Thôi. Đã luôn, cái thời tiết nó ẩm quá.